Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta lại được tiếp tục gặp nhau nữa rồi. Admin xin kính chúc tất cả các bạn luôn luôn gặp thành công và may mắn trong cuộc sống nha. Nhưng các bạn đừng quên, hãy nhớ nhấp đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ cho Admin nha các bạn. Và ngay sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Chiến Thành bị cho là body Samin thí sinh một chương trình thực tế về nhạc rap để nhìn nhận lại công việc của một MC trong bối cảnh hiện nay. MC vốn được xem là linh hồn của mỗi một chương trình truyền hình. Thế nên khi MC có phát ngôn hành vi gây tranh cãi, khán giả phản ứng gay gắt cũng là điều có thể hiểu được. Đã qua rồi cái thời khán giả chỉ biết xem mà không thể bình luận về những thứ xảy ra trên sóng truyền hình. Mạng xã hội đã trao quyền được nêu ý kiến, phản biện cho tất cả mọi người. Thế mới có chuyện ngay sau khi Tuyền Mập phát ngôn về đậu bộ trên một talk show, hay chuyện Chiến Thành hỏi về chuyện ăn uống cân nặng của thí sinh tại chương trình về nhạc rap, cư dân mạng đã lập tức dậy sóng. Điều đó cho thấy, khán giả ngày nay đã không còn là những người thụ động tiếp nhận, thay vào đó là quyền lực mềm của mình. Khán giả lên tiếng ngay khi nhận thấy có vấn đề, là người dẫn dắt nhưng lại khiến chương trình mất điểm vì phát ngôn gây tranh cãi ầm ĩ những ngày qua. Đó là trường hợp của hai nghệ sĩ, MC Chiến Thành và diễn viên Tuyền Mập. Cụ thể, Chiến Thành trong lúc giao lưu với một thí sinh chương trình thực tế đình đám về nhạc rap đã bông đùa rằng: "Bạn có ăn uống bình thường như người ta không? Bạn bao nhiêu ký? Còn nửa cái bánh bao đang ăn dở, quất luôn không?" Dù thí sinh đã chứng an người hâm mộ, Chiến Thành không có ý chế giễu và bản thân nam rapper cũng cảm thấy không có vấn đề gì trước lời nói đùa vua của đàn anh, nhưng nhiều bình luận không ngớt chỉ trích nam MC rap Việt. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự không hài lòng khi Chiến Thành liên tục nhắc đến ngoại hình của thí sinh này. Việc Chiến Thành có những hành động như vậy đối với thí sinh có thể tác động lớn đến tâm lý của bạn ấy, khi bạn này không chỉ bị biến thành trò cười với khán giả trường quay mà cả những khán giả màn ảnh nhỏ, một tài khoản mạng xã hội bình luận. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự không hài lòng khi Chiến Thành liên tục nhắc đến ngoại hình của thí sinh này. Nếu Chiến Thành hỏi thí sinh chuyện ăn uống cân nặng ngay trên sóng truyền hình, thì Tuyền Mập lại khiến nhiều người không hài lòng khi đưa ra phát ngôn về đậu bộ. Sợ nhất là những hình ảnh của những người mặc đậu bộ đúng kiểu chợ, loại có vải bèo bèo, thậm chí là lấy xe máy chạy vòng vòng. Không thể hiểu nổi tại sao có thể mặc đậu bộ như vậy ra đường. Ngay sau khi những phát ngôn này của Chiến Thành và Tuyền Mập được lên sóng, khán giả phản ứng tiêu cực, thậm chí đòi tẩy chay hai nghệ sĩ. Trường hợp của nữ diễn viên Tuyền Mập còn gay gắt đến mức cô buộc phải khóa tính năng bình luận sau khi cộng đồng mạng vào trang cá nhân chỉ trích. Chiến Thành vẫn giữ im lặng, chỉ đăng ảnh kèm chú thích than thở: "Cái mặt thị phi, làm cái gì cũng gây âm sầm, tôi mệt ghê á." Cả hai chương trình có sự góp mặt của dẫn dắt của MC Chiến Thành và Tuyền Mập đều khó tránh khỏi việc bị khán giả chê trách. Nhiều người còn chất vấn đội ngũ biên tập ở đâu để những phân cảnh dễ gây tranh cãi trong cộng đồng mạng thế này vẫn được lên sóng. Có lẽ chính bản thân Chiến Thành và Tuyền Mập cũng không thể ngờ rằng lời nói của mình lại gây ra biết bao sóng gió đến vậy. Người dẫn chương trình truyền hình, công việc đòi hỏi không chỉ phát âm chuẩn xác, kiến thức, khả năng diễn đạt mà còn yêu cầu phải linh hoạt trong xử lý tình huống phát sinh. Nhưng đó cũng chỉ là những kỹ năng cơ bản cần có. Thực tế, người làm công việc này cần nhiều hơn thế. Người ta thường gọi MC là nghề làm dâu chăm họ, là có lý của nó. Vốn MC là người có nhiệm vụ rất nặng nề là truyền tải tinh thần của chương trình đến khán giả. Tùy vào mục đích cuối cùng của chương trình là gì mà các MC phải điều chỉnh cho phù hợp. Có những chương trình truyền hình, nơi mà các MC có thể pha trò, nhưng đặt vào chương trình khác, đòi hỏi sự nghiêm túc, thì sự hài hước của người dẫn lập tức bị khán giả phản ứng ngay. Gần đây, Quyền Linh trở thành cái tên gây tranh cãi sau khi nam MC bên vực người mẹ trong một chương trình. Những chàng trai 30-40 tuổi vẫn có thể ngủ với mẹ, đó là chuyện bình thường thôi. Câu nói khiến nhiều người bức xúc, chê bai Quyền Linh không đủ kiến thức làm MC. Dù sau đó anh có thanh minh vì muốn đứng về phía người mẹ nên mới có phát ngôn như thế. Nhưng lời giải thích này vẫn chưa làm hài lòng một bộ phận khán giả, mà lời chia sẻ của Quyền Linh được phát rộng rãi đến nhiều đối tượng khác, trong đó không ít những khán giả nhỏ tuổi dễ gây ra sự lệch lạc trong suy nghĩ. Dù là nghề làm dâu chăm họ, dễ trở thành tâm điểm gây tranh cãi vì vạ miệng. Nhưng công việc dẫn dắt chương trình cũng có những cái thú vị của nó. Tất nhiên, ngoài thu nhập ổn định, nghề này còn mang đến cho người nghệ sĩ những trải nghiệm khó quên, trở thành cầu nối giữa chương trình với khán giả. Khi một chương trình truyền hình nhận được sự quan tâm của công chúng, thì nhất định một trong những yếu tố quyết định góp phần đem lại sự yêu thích đó sẽ nằm ở người dẫn dắt. Đó cũng là lý do vì sao người ta thường gọi MC là linh hồn của chương trình.